xưa trong cha, nay con mong được tươi mới. Lòng thành dâng lên, lời tôn vinh danh thánh Ngài. Gặp Ngài từ nay trong cuộc đời này được mãi đổi thay. Cầu thần linh Chúa quang lâm ban lửa thiêng, thiêu đốt cả hồn linh con. Nguyện Ngài phụng hưng ban sự sống mãi trong tâm con. Hết cả thần linh này, con dâng lên Chúa với tất cả mong chờ. Anh cho nó dài cái này vậy. Cầu thần linh Chúa quang lâm ban lửa thiêng, thiêu đốt ta hồn linh con. Nguyện Ngài phụng hưng ban sự sống mới trong tâm con. Trong các ngươi có ai bắt tội ta được không? Chúa Giêsu là đấng vô tội. Tới mùa xuân nó sẽ trở lại nhanh hơn. Tôi nghĩ với một người
Bây giờ quý vị giữ tháng đầu tháng 11 vừa qua, tháng giữa tháng 11, cảm ơn Chúa nó đổ màu đẹp lắm ấy. Cái nhà thờ mình có cái cây nó màu vàng, màu trung, từ từ qua màu đỏ. Hôm qua có một gia đình con gái Chúa tặng tôi cái màu lá cây, tôi thích quá, ngủ hoài. Tôi nhìn vào tới sáng thì tôi thấy nó cây màu đẹp, nó đổi màu. Tại vì sao? Lời Chúa nói. Thật ra khi mà điều nó xảy ra thì mình có dù mình có muốn hay là không muốn thì nó cũng xảy ra đó. Thành ra trên Chúa cho chúng ta thấy được thì đừng có cảm thấy như là ở đây thì vấn đề cây thì mình không thấy gì, nó có khi khó chịu, nhưng mà thực tế ngoài cuộc sống chúng ta có nhiều cái xảy đến chúng ta khó chịu lắm. Tôi nói thẳng luôn, đầu năm 2020 có đề bầu cử tổng thống vậy, người này thích ông này, người thích ông kia, cuối cùng sao cũng phải có người thắng, nhưng chẳng lẽ quê cũng có, thì cái người nào thua đó, mình thích người đó, mình làm gì? Bullying chứ, có nhau bullying đó là bình thường. Có người buồn mức độ là không đi nhà thờ luôn, hỏi tại sao không chứ, em không nguyện mà cứ chuyện xảy ra vậy, có chuyện quá mà được. Chúa mình ở đâu đi? Cẩn thận, đây là lời Chúa. Chúng ta cái vấn đề đó là lắm nói nó thay đổi gì là trong cái thánh yêu của Chúa, mình không biết. Chúng ta đi vào trong phần thứ nhất, đó là gì? Chúng ta nhận biết rồi, là phần thứ nhất tôi muốn nói là gì? Thay đổi là không thể thay đổi. Quý vị thấy cái ý là kỳ thật, nhưng mà tập trung cho anh vậy. Tiếng Anh nó rất hay, nhưng mà tiếng Anh thì nó lắc lên nói gì vậy? Tất nghĩa là gì? Cái sự thay đổi dù là chính trị hoặc là thời tiết hoặc là, thì nó đến lúc nó thay đổi là phải thay đổi. Mà cái đó là điều Chúa đã có một cái chương trình của Chúa rồi. Mình cũng không biết vì lý do gì mà Chúa làm điều đó, chưa chắc mình biết. Có khi mình có thể biết sau này, nhưng bây giờ mình chưa biết. Thì mình đừng có quá là, đừng có chữ là buồn bã hay là thất vọng hay là cái gì. Tôi cảm ơn Chúa, Chúa đang control, tức là Chúa đang nắm giữ cái tương lai của mọi người chúng ta. Trong đó có nước Mỹ này, chúng ta cũng có. Để như bây giờ tôi buồn, có khi cái gì không thấy tôi buồn, buồn chứ. Nhưng mà cảm ơn Chúa. Ở đây nói là gì? Thay đổi không thể nào không thay đổi được. Mình không có giữ cái thời, cái điểm đó để mà nó theo ý mình, không có. Nếu đó là ý Chúa thì nó sẽ trải qua như vậy. Vì thế, ở đây tôi nói là, đây nói là không có một sự phát triển nào mà không có sự thay đổi. Tôi suy nghĩ không có một cái sự phát triển nào của đời sống của chúng ta hay là bên ngoài xã hội mà nó mình gọi là phát triển mà nó không có thay đổi, sao nó phát triển được, phải không? Điểm thứ hai, không có sự thay đổi nào mà không mất mát. Anh em được, quý vị dùng được không? Có sự thay đổi nào mà không mất mát? Nếu không mất mát thì nguyên gì để đồng hồ thay đổi? Mình thấy được ý đó. Gì nữa? Không có một mất mát nào mà không đau buồn. Chẳng chú cha, cái đó còn càng thấy rõ hơn nữa. Không có mất mát nào mà nó thôi cứ chú cho mất mát được mà không có đau buồn. Nó có mất mát là phải có đau buồn nhiều ít, tùy cái hoàn cảnh đó, tùy cái sự việc xảy ra. Khi mà mẹ tôi mất hay là ba tôi mất, mình là con cái Chúa, nhiều khi có người đó mục sư, ba mục sư lên nước trên đàn, mục sư phải vui chứ. Tôi nói đúng rồi, tôi vui trước khi ba tôi mất. Tại ba tôi lên Chúa thì tôi biết là ba tôi về đâu, đi về đâu mà. Nhưng mà khi mất mát thì sao? Phải có sự đau buồn. Đau buồn gì? Đau buồn sự chia ly. Ngày mấy chục năm ở với cha mẹ, mỗi ngày thấy ông bà, bây giờ không còn thấy nữa thì buồn chứ. Ở đây nhìn chứ là không có mất mát nào mà không có đau buồn là vậy đó. Không có đau buồn nào mà không có đau đớn. Thì cái sự đau buồn nó đi đến pain thôi, tiếng Anh gọi là pain, đau đớn, rất là đau đớn.
không nói ra. Có vị mục sư ông gửi email tôi, ông nói mục sư đúng, cảm ơn Chúa. Tôi nói cảm ơn Chúa gì mục sư? Cũng có một vị mục sư gửi về Chúa, ông nói cảm ơn Chúa. Ông nói gì vậy Chúa? Mục sư cảm ơn Chúa. Nghe nó hơi thì thiệt vậy nghe. Lẽ nhiên tôi tới Chúa hay bất cứ ai về Chúa thì điều đó mình biết, nhưng Phaolô nói là gì? Tôi ở bên em hay là tôi đi với Chúa cái nào cũng tốt hết. Tôi đi với Chúa nghĩa là ông mất rồi, còn ở với anh em là ông Chúa đó. Nhưng mà trong đó phải nói là có một sự đau buồn, trong sự chia ly, thậm chí có một sự đau đớn trong lòng mình. Vì cớ đây mối quan hệ gì đó, ta đã đừng bao giờ nói kiểu giống như thiên nhiên. Tôi không chấp nhận cái vấn đề nói thiên nhiên. Thực tế Chúa muốn mình như thế nào? Thật ra khi tôi cầu nguyện cho tăng quý mình, tôi cầu nguyện cho tăng quý những người ở lại để họ có thể mạnh mẽ. Còn người ra đi thì lại nhiên chúng cất đi, cảm ơn người đó hết đau đớn. Điểm thứ hai mà tôi muốn nói buổi sáng nay là gì quý vị? Thay đổi không phải lúc nào cũng tốt, nhưng Chúa sử dụng nó cho mục đích tốt. Nó rất là đặc biệt. Nếu mà chúng ta nhận thấy điều này rồi đó, thì chúng ta không còn phải dùng chữ là quá là buồn bã hay là chán nản. Có khi chúng ta chưa thấy được cái mục đích tốt của sự thay đổi làm chúng ta khó chịu. Cái câu kinh thánh Roma 8:28 rất là hay. Nhưng mà cái hay của mình phải hiểu cái chân lý của nó rồi sau đó mình cái hay. Ở đây nói gì? Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại là ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ được theo ý muốn Ngài đã được hay là Chúa chọn. Câu này nghe quá nhiều ha, nghe quá nhiều. Có nghĩa khi dùng câu này để mà giống như là trấn an, tại vì khi con gái Chúa gặp khó khăn quá, các ông sư nói trấn an, giống như trấn an, không sao. Bây giờ ta học cái câu này như thế nào? Ta học như thế nào? Bây giờ tôi nói với mình dễ hiểu thôi. Ở đây nói gì? Thay đổi không phải lúc nào. Cái điều mà tôi nói đây là không phải là Chúa, nhưng mà tôi trích dẫn lời của tôi nói đây nè. Thay đổi không phải lúc nào cũng tốt nhé. Lẽ nhiên có những lúc sự thay đổi rất tốt, mình cảm ơn Chúa cho mình. Ví dụ tôi cầu nguyện, tôi lâu nay không có job, là cũng vất vả lắm, không có tiền bạc. Cùng cái Chúa cho công thức làm, ví dụ vậy, thì có sự thay đổi trong cuộc đời chúng tôi có công việc làm thì nó tốt rồi gì nữa. Nhưng mà có những cái thay đổi không lúc nào phải là tốt, nhưng mà Chúa sử dụng nó để mà cho có những cái mục đích tốt trong đời sống của mình. Ví dụ tôi nói gì không phải cái gì, một người làm bánh khét đi nha, ở nhà vợ tôi làm bánh. Thì tôi thấy giờ tôi để đồ để làm bánh ra, trong đó có trứng này ha, có bột này ha, có dầu này ha. À, quý vị đồng ý không? Làm bánh thì phải có trứng, bột, dầu, cái gì ha, cái gì thêm gì luôn bánh. Nếu tôi tới tôi đang hùng vào, bánh này bánh ngon nha, bánh bông lan ngon. Mình hình dung ra lúc nào nghe nói bánh bông lan ngon. Nhưng mà tôi nói ồ, cho anh thử cái bột này đi. Tôi lấy cái bột tôi bỏ vô miệng được, được không quý vị? Có gì lắm mà có bột, có gì đâu. Hay là có uống vào trứng, mình lấy trứng ngồi lấy trứng bỏ vô, wow, không được đâu. Ăn trứng riêng không được, ăn bột riêng không được, ăn dầu riêng không được, không làm sao ăn được. Ăn thì được mới chết, nhưng mà nó khó chịu không có gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ chúng nó lại, stirring tức là stirring là quậy 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 đem hít nó, tức là đem nấu lên, nó trở thành một cái bánh bông lan ngon rất ngon. Quy đồng ý tôi là cái việc không chịu ăn mà muốn tôi làm được ăn nha, ngon lắm. Tại sao? Tại vì những cái gọi là tiếng Anh gọi là những cái nguyên liệu và cái ingredient, tức là những cái nguyên liệu này mà nó để lên khơi khơi vậy thì mình thử không đếm không được đâu. Nó really good, nó chỉ gọi really bad, nó không có thể nào đếm được đó.
Nhưng mà nếu mình mix nó lại, mình stir nó, tức là mình trộn nó lại, rồi mình hít bằng lửa hay là bằng gì đó, coi như là hít là ấm nó làm cho nó chín, thì cái bánh trở nên ngon, rất là ngon, ăn dành ăn luôn, ngon quá dành ăn luôn. Điều đó tôi muốn nói nhiều. Trong đời sống của tôi như quý vị, có nhiều cái trứng mà mình đã nếm khó chịu lắm, có nhiều cái bộ mình nếm cũng khó chịu, có nhiều cái nó dùng như là dầu mình nếm mình rất khó chịu. Nhưng mà nếu mình chưa dùng tất cả những điều đó, tức là Chúa thay đổi đời sống chúng ta bằng cách dùng tất cả những điều đó để mà trộn lẫn lại, thì thông tin thánh này rất là quan trọng. Và tôi nói thêm thông tin thánh, nếu mà chúng ta đọc thông tin thánh Roma 8 câu 28 đọc rồi chưa xong nha, người nào đọc câu 28 rồi mà nghĩ là hiểu được lời Chúa rồi thì chưa đâu, phải đọc thêm câu 29 đó. Câu 29 này bị gọi này nha. Câu 29 này nói gì? Câu 29 nói gì? Sau khi câu 28 thì câu 29 nói gì? Câu 29 nói là vì những kẻ Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng của Ngài, bóng con Ngài chính là Chúa Giêsu, hầu cho con Ngài được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Ở đây nói cái chữ này rất quan trọng là giống như hình bóng của Ngài. Mục đích của cái sự khó khăn mà chúng ta gặp phải, nhiều cái sự khó khăn đó mà Chúa trộn lẫn lại để chúng ta trở nên thật sự giống như Ngài. Điểm thứ ba, mục đích của Chúa Đức Chúa Trời trong mỗi trường hợp chúng ta là gì? Làm cho tôi được giống Chúa hơn. Giống Chúa hơn. Cảm ơn Chúa. Wow. Chúa phải thấy cái điểm đó. 28 chưa xong, đọc thêm 29 thì thấy được nha, cái điểm đó. Điểm đó là điểm gì? Tức là cuộc đời chúng ta Chúa muốn, và ở đây Chúa nói rất rõ, vì những kẻ Ngài đã biết trước này, mình hiểu rồi. Chúa tạo dựng chúng ta là Chúa biết chúng ta là cái đó như vậy rồi. Thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, tức là Chúa dùng chữ là tạo dựng chúng ta. Một trong những điểm về physical, về nói chung là về hình bóng, Chúa muốn chúng ta giống Ngài. Ở đây cũng có cái điểm, cái giống này rất quan trọng, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái giống trong cái characteristic của Ngài, tức là cái đặc tính của Chúa đó. Những lúc mà chúng ta nếm chỗ này chỗ kia rồi bơ rồi nếm một mình nó nghe cũng lạc nhất này. Bơ mà quý vị ăn nhém ăn thì nghe thấy ngon không, nhưng mà nếm một mình nó thấy lạc nhất. Nhưng mà bơ rồi đường rồi bột rồi dầu cũng là hết rồi, và hít nó lên thành một cái bánh rất là ngon để gây cho người khác hay là chúng ta, thì đó là một cái lợi ích rất lớn mà chúng ta không biết, cho đến dừng nó trở thành cái bánh ở trong đời sống của tôi như quý vị. Thật ra cứ nói là giống như hình mẫu con của Chúa, con Ngài tức là Giê-xu, Chúa Giê-xu. Vì thấy được ý chưa? Thật ra mục đích của Đức Chúa Trời trong mỗi đời sống chúng ta, khi mà chúng ta dùng chữ là khi mà chúng ta gặp những sự mà thay đổi mà nó làm cái khó chịu, thì những cách đó chờ, bởi vì khi mà Chúa cho chúng ta thấy được cái kết cuộc hay là cái kết quả của cái việc làm đó, cái sự xảy ra đó, để chúng ta thấy được sự bất lợi cho chúng ta. Quý vị thấy Benavid tức là bình dịch xảy ra gần 2 năm rồi, không ai tin đó, tại sao có, không ai biết tại sao cũng đói đổ thừa kia đủ cái chuyện đấy. Nhưng mà cho chúng ta thấy rồi, đời sống chúng ta theo Chúa rõ ràng là có cái gì đó. Chúa cho chúng ta thấy về đức tin của mình với Chúa. Ngày hôm nay chúng thấy rõ, không ai phủ nhận là người đó tin Chúa tốt hay không tốt. Nếu chúng ta thật sự yêu mến Chúa, tại sao chúng ta không trong sự thờ phụng Chúa được? Đã 2 năm rồi, phải nói cứ là đủ thứ vấn đề. Thế ra Chúa nói ở Sài Gòn, có thế nào không? Bơ là ăn không được ha. Tôi nói nha, thí dụ tôi nói bột ha, bây giờ giống như là bên nhà biết mình đâu có muốn xảy ra, mình không có thích. Cuối cùng phần thứ tư, Chúa có thể sử dụng ngay cả lỗi lầm và tội lỗi của con người trong sự thay đổi ảnh hưởng đến đời sống của tôi một cách tốt đẹp. Wow, cái đó là rất khó. Thì nói lại nha,
Điều thứ tư, điều thứ tư là Chúa có thể sử dụng ngay cả cái lỗi lầm và tội lỗi. Nghe nói tội lỗi là lỗi lầm, Chúa sao dùng cái tội lỗi lỗi lầm sửa tôi? Chứ sao lại chứ? Chúa dùng lời của Chúa lời tốt, cái gì tốt để sửa tôi chứ? Tại sao Chúa dùng cái lỗi lầm của người khác hay là tội lỗi của người khác mà giúp cho tôi? Wow, nhưng mà có. Các vị thấy sao thì nghĩ việc đọc kinh thánh, tôi chỉ lấy một câu thôi, nhưng câu chuyện nó rất hay. Câu chuyện của Joseph và Joseph. Anh em của Joseph làm gì? Nó nhanh thôi, không ai biết công việc đó làm cho nhanh. Coi như là ganh tị trong gia đình, mà anh em ganh tị cũng khó lắm. Nhưng mà đây là thí dụ, đây là một cái lỗi lầm của gia đình của Joseph. Hay là có tốt hơn đó là gì? Sau đó từ chỗ lầm mỗi lần đi đến chỗ tội lỗi, tại vì hại ông Joseph mà nó tội đâu vui nữa. Mình hại em mình là tội nữa. Nhưng mà ở đây nó là gì? Chúa dùng cái đó làm để gì? Là dạy dạy cho chúng ta biết một điều là ngay cả cái điều lỗi lầm, tội lỗi đó Chúa vẫn dùng để làm một cái điều tốt cho những người khác. Quá thật. Ở đây nói gì vậy? Tôi lấy câu 20 thôi, chứ còn dài lắm, có gì nó dài mình biết rồi. Các anh toan hại tôi, ai nói? Joseph nói, ok. Nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi. Đức Chúa Trời đã dùng cái sự toan hại của anh em của Joseph để mà làm giúp cho Joseph trở nên một người thứ nhì powerful, tức là người thứ gì? Ví dụ là vua thì dưới là Joseph lúc bây giờ, và ông thống đốc cũng lớn nhất sau đó là ông là Joseph, cái người có quyền giao phó này để làm gì? Hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người. Joseph đã bị bán, Joseph đã bị bỏ, Joseph đã bị rủ cái chuyện đó đó. Bởi vì gia đình của ông nhưng mà sau đó thì Chúa dùng để làm gì? Cứu dân sự của Chúa. Cứu gì? Cứu dân sự của Chúa vì sao? Quý vị có cái chuyện đó, dân sự của Chúa đói, không có thức ăn, thì Joseph giàu có mang thức ăn đến cho dân sự của Chúa, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Nếu không Joseph không bị bán đi, không bị đối đãi tệ hại, thậm chí bị hại, thì dân sự của Chúa không được cứu trong sự đối khác ấy. Tại vì lúc đó ông giàu có. Như thế chứ, Chúa có thể sử dụng ngay cả lỗi lầm của tôi cũng như quý vị để mà làm gì? Để cứu dân sự của Chúa, hay là để cứu người khác, hay là để giúp người khác. Thế thì mình có chịu để Chúa làm cái điều đó? Cái đó quan trọng. Điều thứ năm, điều thứ năm, điều cuối. Điều thứ năm thì nói gì về đây thì chắc nó hiểu rồi. Còn chúng ta nói điểm nào nói gì? Mỗi thứ thay mỗi luôn là thử thách cho đức tin của tôi. Câu kinh thánh này ai cũng biết, Phêrô nhất đoạn câu số 7, một trong những câu kinh nói về cái sự thử thách. Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa sanh ra lời khen tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Đức Jesus Christ tái lâm này lại hiện ra. Nếu điều đó thay đổi nghịch lại ý muốn của tôi, thì tôi xin Chúa cho chúng tôi biết rằng đó là một sự thử thách, và Chúa sẽ dùng cái đó để cho đức tin của tôi được lớn lên. Như tôi nói từ đầu, một sự thay đổi thì không thể nào không có thay đổi. Một cái sự điều, một cái grow đó, một cái sự lớn mạnh hay là lớn ở trong Chúa thì không thể nào không có sự thay đổi. Có nghĩa là gì? Có phải có sự đức tin phải được thử thách. Quý ông bà thấy được ý ở đây rất là do đó nhiều lúc chúng ta gặp những sự khó khăn, nhất là những sự thay đổi trong đời sống của tôi, quý vị có thể ảnh hưởng bên ngoài xã hội, có thể trong gia đình, có thể trong hội thánh, nói chung là chỗ làm cái hạn vậy, thì cái đó là cái mà Chúa muốn dùng để mà test cái đức tin của tôi, quý vị, tức là thử coi như là kiểm nghiệm lại đức tin của tôi. Tôi nói thật vì nhiều lúc con gái Chúa, tôi nói thẳng là ở Việt Nam gặp tôi, nó một chút biết tôi ở Việt Nam tôi 5 giờ sáng rồi, 5 giờ sáng là tôi xuống xe dây gặp nhiều con gái Chúa, 5 giờ sáng rồi bà làm gì? Một chút biết 5 giờ sáng tôi dậy, làm gì? Thì tôi nấu xôi rồi làm sao bà?
tôi đi làm chứng ở Việt Nam, tôi đi chỗ này đi làm chứng nè, nó ôm cặp chúng tôi, ôm cặp một chú ấy, bây giờ 5 giờ sáng rồi, bây giờ nhớ không, cũng 8 giờ ở thì cũng được, sao 8 giờ cũng được, rồi bà làm gì thì không đi về nữa, đi làm. Lẽ nhiên chúng ta thấy là nhưng mà từng nói những điều in the past, tôi quá khứ này, hiện tại tôi làm gì cho chú, cho đến ngày tôi gặp chú, tôi được chú dùng trong cái môi trường ở Việt Nam như thế nào, ở Mỹ chú cũng tiếp tục dùng, không phải chú nói ồ con nhờ ta dùng con Việt Nam là qua đây con thư thả làm sao, chú không nghĩ đấy đâu. Nhưng mà chúng ta đã không thắng được cái sự thử thách, không thắng được ở đây cái sự thử thách đây, không phải là cái sự khó khăn, nhưng đây là sự cám dỗ của đồng tiền. Tôi nghĩ rằng nha, ở đây có những gia đình ở San Jose, chúng ta bước ra ngoài đi làm cái gì, bước ra ngoài thì giữa chúng ta, nhưng mà Việt Nam có, Việt Nam có làm gì, mình đi bên Chúa thôi thì cũng được, cảm ơn Chúa, nhưng mà tiếp tục để làm điều đó thì phải nhờ Thiên Chúa, phải nhờ Thiên Chúa. Tôi nói là gì, mỗi thứ thay đổi luôn là thử thách. Tôi bước qua Mỹ rồi, đây là một cái sự mới của tôi. Tôi không thể nói là ô cái này là không phải mà sai được, mới làm gì phải mới chứ, Việt Nam khác, Mỹ khác, khác gì vì cái không gian cũng như là cái thời gian chúng ta sống. Nhưng mà khi mà thay đổi như vậy thì chúng ta mới biết là chúng ta phải hết lòng Chúa. Tôi trông thấy Chúa lúc là khi nào thì tôi trung tín hơn, chứ tôi không có làm dạng được, thậm chí tôi còn nữa thì làm sao, làm sao. Cảm ơn Chúa sáng nay một lần nữa, lời của Chúa sáng nay nhắc chúng ta biết cái gì quý vị, đề tài của chúng ta sáng nay là gì quý vị, làm thế nào mà tôi còn tiếp tục tin cậy Chúa khi tôi cũng như quý vị không thích những thay đổi đã ảnh hưởng trong cuộc sống mỗi ngày chúng ta, thì chúng ta làm gì. Thì tôi nói tuần tới thì thầy Trung chia sẻ, nhưng mà tuần tới nữa thì chúng ta học là từ nãy giờ chúng ta biết là cái nguyên nhân đi giống như là tôi nói là cái điều đó phải xảy ra thôi, nhưng mà bây giờ thì làm sao chúng ta học là tôi sẽ làm gì khi điều đó xảy ra, phải không? Chứ không phải nghe thôi, không phải cái này thấy thôi, nhưng mà giờ tôi phải làm gì đó khi mà chuyện nó xảy ra trong đời. Cảm ơn Chúa, chúng ta xin Chúa là Chúa chúng ta ở với Hội Thánh mỗi vị của tuần lễ mới này, những điều xảy ra trong tuần lễ mới này tôi không biết, chưa biết, trong quý vị tôi không biết, tôi không biết cho tôi, nhưng mà xin Chúa cho tôi là gì, tôi tiếp tục tin cậy Chúa, đi với Chúa, cho dù những điều đó tôi không thích, nó xảy ra cho tôi không thích, thật sự tôn trách thì tôi xin Chúa cho tôi tiếp tục đi với đức tin và sâu với đức tin. Chúng ta đứng lên quỳ an tôi bình cho Chúa Cha cùng con Thánh Linh muôn đời. Amen. Con nguyện xin tình yêu của Chúa, tình yêu không bao giờ thay đổi, xin tình yêu này dần thấm trong đời sống chúng con, để trong mọi hoàn cảnh chúng con gặp phải, chúng con nhìn thấy được ý muốn của Chúa cho việc xảy đến cho cuộc đời của chúng con. Hầu như con đi với Chúa mỗi ngày kháng kích hơn, mạnh mẽ hơn và hết lòng với Chúa. Con nguyện xin Thánh Linh của Chúa, ân điển của Ngài tiếp tục tuôn trào trên mọi thánh nhỏ bé này, để rồi chúng con có thể bước đi theo Chúa, đem người ta đến với Chúa. Từ đây đến ngày của Chúa chúng con trở lại. Amen. Chúng ta nghĩ đến. Cảm ơn Chúa. Quý vị chuẩn bị bước lên đây để chúng ta tập hát, chúng ta thu bài hát. Ô trang đó hả? Sao bao nhiêu ô nhớ vòng trời.
về nơi đền. Nhưng mà bữa nay đặc biệt có thêm con bóng. Tình yêu xưa trong cha này con mong được tươi mới. Lòng thành dâng lên lời con viên dẫn thành ngài. Được ngài từ nay trong cuộc đời này được mãi đổi thay. Cầu thần linh Chúa quang lâm ban lửa hiền. Thiên đất ca mai cho tôi dạy cô Na vậy con hả? Cảm ơn con nghe.